Xoana chết do độc tố tự nhiên. Điều tra sơ bộ cho thấy độc tố tự nhiên từ vi khuẩn có thể là nguyên nhân giết chết hàng loạt voi hoang dã ở đồng bằng Okavango. Botswana, quốc gia không giáp biển nằm ở miền Nam châu Phi, là nơi sinh sống của quần thể voi lớn nhất trên thế giới, với khoảng 130.000 con. Trong một báo cáo gây sốc hồi đầu tháng, chính phủ nước này cho biết có tới 350 con voi hoang dã đã chết một cách bí ẩn kể từ tháng 3 tại vùng đồng bằng châu thổ Okavango. Các nhà chức trách đến nay đã loại trừ khả năng voi bị nhiễm bệnh than hoặc bị những kẻ săn trộm đầu độc, bởi ngà của chúng vẫn còn nguyên vẹn. Các nhân chứng ở địa phương cho biết nhiều con voi đã đi vòng tròn trước khi chết, cho thấy dấu hiệu tổn thương thần kinh. Chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng theo kết quả điều tra sơ bộ mà chúng tôi nhận được, nhiễm độc tự nhiên có thể là nguyên nhân khiến voi chết hàng loạt. Tiến sĩ Seeger, người đứng đầu Bộ phận Bảo vệ Động vật Hoang dã và Vườn Quốc gia Botswana hôm 31 tháng 7 cho biết trong một bài phỏng vấn. Seeger giải thích thêm rằng một số vi khuẩn tự nhiên có khả năng tạo ra độc tố, đặc biệt là trong những vũng nước tù động mà voi sử dụng làm nước uống. Tổ chức Bảo tồn Voi xuyên biên giới EWKB lo ngại số voi chết sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, bởi nhiều con còn sống có vẻ gầy gò, yếu ớt, đi tập tễnh và gặp khó khăn trong việc xác định phương hướng. Chính quyền Botswana đang hợp tác với các phòng thí nghiệm ở Nam Phi, Canada, Zimbabwe và Mỹ để xác nhận nguyên nhân, đồng thời tìm kiếm giải pháp để bảo tồn những cá thể voi còn sống. Đoàn Dương, theo Apple. Ha ha ha, 问什么的说